Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp cùng với công an huyện Tân Châu để tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ nổ xảy ra tại nhà máy mì Trường Thịnh thuộc ấp 1 xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Cơ quan công an bước đầu nhận định nguyên nhân ban đầu xảy ra sự cố do kỹ thuật chập điện. Xảy ra sự cố kỹ thuật chập điện không phải tai nạn lao động. Theo điều tra ban đầu, vào lúc 0 giờ ngày 4 tháng 4 tại nhà máy sản xuất tinh bột sắn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thịnh đã xảy ra sự cố kỹ thuật ở phòng kín đóng gói bao bì dẫn đến nổ ống dẫn bột, làm các thiết bị trong phòng đóng kín, văng trúng 4 công nhân đang làm việc tại nhà máy. Hậu quả đã khiến 4 công nhân bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cho đến ngày 5 tháng 4, do vết thương quá nặng, hai trong số 4 công nhân đã tử vong tại bệnh viện. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu đã phối hợp cùng với các đoàn đến nhà thăm hỏi động viên hỗ trợ và chia buồn với gia đình các nạn nhân.